có vài cái size 17 20 cân, có hai cái size 17 20 cân này, còn đâu là bắt đầu là từ 27 cân đến 40 cân cho em váy này. Mã số lên là 33 119.000 đồng cho em nhé. 119.000 33 cho em màu xanh này. 33 lên màu hồng này, cái này xinh lắm. 33 lên cho em màu cam này. Màu cam này, cái này là 33 này. 33 nhá mọi người nhá. 33 119.000 đồng cho em ạ. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Size 27 cân đến 40 cân. 27 cân đến 40 cân cho em. Màu cam màu hồng này. Màu xanh cho em này, cam hồng xanh này. 33, mã số 33. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 đồng cho em nhá. Xin màu xanh này 30 cân đợi xíu nhá mọi người nhá. Linh Huỳnh có 32 rồi ok nhá. 33 cho chị Thanh Huỳnh ok này. Chị Điệp, Điệp Viên có 33 ok này. Cái này là mã số 33 cho em màu xanh này. 33 cho em màu hồng này. Và 33 cho em màu cam này. 119.000 đồng size 27 cân đến 40 cân nhá. 27 cân đến 40 cân. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 đồng cho em này. Bộ vuông lá rất là đẹp luôn. 33, cái này là mã số 33 cho em. 119.000 đồng màu nào đẹp. Các chị ở cái này màu nào đẹp luôn á. 33 cho em nhá mọi người nhá. Sale size lớn không ạ? Size bé hiện tại các cái váy này size bé thì lại đang hết. Mã này lên là 33 nhá mọi người nhá. 33 cho Thanh Nguyên rồi ok này. 33 119.000. 119.000 mã này lên là 33 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 33 cho em. 119.000 đồng cho em nhá. 25 cân đến 40 cân cho em nhá. 33. 33 đi váy xanh ở đây hả? Rồi váy thủy thủ cho em này. Rồi lên váy thủy thủ cho em này. Chuẩn bị là lên hàng lên size tiếp đi. Rồi lên váy thủy thủ cho em này. Mã số 34 à. Rồi cái này lên mã số 34 cho em này. Con này có size 18 cân cho đến 38 cân, mã số 34 nhá. 119.000 cho em váy thủy thủ này. Váy thủy thủ cà vạt cho em 34 này. Cái này lên là 34 cho em nhá mọi người nhá. 34 ạ. 34 cho em này, màu xanh với màu trắng nhá. Thủy thủ cho em 119.000 đồng. 119.000 đồng cho em này. Size cho bé là từ 18 cân đến 38 cân cho em nhá. 18 cân đến 38 cân cho em. 18 cân đến 38 cân, mã này lên là 34 đi. Ngọc Quy có 33 ok, hồng bé 26 cân ok này. Cái này lên là 34. 34 nhá, mã hàng 34 cho em đi, 119.000 cho em nhá. Xét nào tựa 32 cân, xét rồi hả? Xét rồi hả chị? Xét rồi có xét hoa, xét chân váy hoa. À tựa mã 32 là cái nào nhá? Là cái xét hoa thôi. Xét hoa thôi chứ còn không có cái nào giống hả? Rồi cái này lên cho em là 34 đi. 34 nhá, 34 119.000 cho em màu xanh màu trắng nhá. Màu xanh với màu trắng nhá mọi người nhá. Màu xanh với màu trắng cho em 34 nhá. Thanh 34 ok, Thanh Nguyễn 34 ok này, 119.000 cho em ạ. Size 18 cân đến 38 cân, 4 đến 10 tuổi mặc vừa nhá. 34. Đây là 34 nhá. Mọi người lên số điện thoại nha mọi người nhá. Minh Thư Hoàng có số điện thoại chưa? Nhìn xem. Minh Thư Hoàng lên số điện thoại nào. Minh Thư Hoàng lên số điện thoại cho em nào. Chị Minh Thư Hoàng lên số điện thoại nhá. Thủy Hoàng Thủy có 34 ok này, màu xanh với màu trắng nhá mọi người nhá. Màu xanh với màu trắng váy á, thủy thủ cho em này. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 cho em. Hoàng Thủy có 34 ok này. Cái này là 34 nhá mọi người nhá. Cái này đây là 34 cho em đi ạ. Rất đẹp. 18 cân đến 38 cân cho em. Chất liệu là thô nến nhá mọi người nhá. Đây chất liệu nó là thô nến cho em, vải nến nhá mọi người nhá. Rất là xinh. 34 nhá mọi người. Váy thủy thủ cho em 119.000. 119.000 34. Còn đậm ở giữa là váy nào? Ở trước đây là màu xanh mà. 34 cho Nga Trần ok này. Minh Thư Hoàng lên số điện thoại nào. Chị Minh Như Anh và Minh Thư Hoàng lên số điện thoại nào. Mã này đây là 34 cho em với giá là 119.000 đồng cho em nhá. 119.000. Như Anh và Minh Thư Hoàng lên số điện thoại. 119.000
em size cho bé là từ 17 cân, 18 cân đến 38 cân cho em này, 4 đến 10 tuổi nhá. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em, màu trắng với màu xanh cho em này, mặt sau là thủy thủ này. Rất là xinh luôn. Mã này lên là 34 nhá, 34 cho em ạ. Mã là 34 cho em nhá mọi người nhá. 34 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá, 34. Như anh là Minh Thư Hoàng, Minh Như Hoàng lên số điện thoại đi. Chị có nghe em nói như vậy. Cho em mã số 36 nhá. 15 đến 18 cân, 4 đến 5 tuổi cho em mặc vừa 3.
Rồi cái này 38 này, à 36 này. 36 nhá. Cái này lên đúng lên, lên 100 mã. 36 này. Cái này đây là 36 cho em size cho bé là 10 là 10 là 17 cân đến 20 cân á. Cái này phải 17 cân đến 20 cân cho em 4 đến 5 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 5 tuổi mặc vừa 50.000 cho em này. 50.000 cho em có một có mấy cái thôi ạ. Mấy cái cho em 50.000 nhá. 50.000. Mã số 36 đúng không? 36 nhá. 36 nhá mọi người nhá. Mã hàng 36 cho em này. 36 nhá mọi người nhá. Thế tí lại lên à. 36 bồng ngố nha em không có đâu, bồng ngố hết rồi. Rồi cái này lên cho em mã số 37 này. Đầm bông đi em, đầm bông là cái nào, đầm bông này hả? Cái này hả chị? Đầm bông này là mã bao nhiêu đây? Đầm bông này hả? Mã 33. Cái này lên là mã số 33 này. Mã số 33 cho em size 10 size 25 cân đến 40 cân, mã số 33 này. Mã 33 119.000 đồng cho em nhá. Cái này mã hàng lên cho em là 33 đi. Mã số 33 119.000 đồng cho em nhá. Mã hàng 33 cho em màu xanh này. Em xem xét áo trắng với váy ở sau chị với xem áo trắng với váy thế hồng á, à váy vàng ấy hả. Rồi cái này đây là 33 cho em nhá. Cái này là 33. Mã hàng 33 cho em này. Size cho bé là từ 17 cân này. À quên, 25 cân cho đến 40 cân ạ. 25 cân đến 40 cân 119.000 nhá. 119.000 cho em này. Màu cam, màu hồng và màu xanh cho em này. 33 nhá. Cái này đây là 33. 119.000 đồng cho em. Đưa được cái váy kia đây chị ấy nè. Đọc cái này đây đi. Mã đầu đầu đấy chị nè. Rồi cái này 07 á. Mã này lên cho em là 07 này. Mã hàng 07 cho em 15 cân này. 15 cân 07 50.000 cho em này. Mã này lên là 07 cho em 50.000 nhá. Bông vàng, à cái bông vàng ở sau ạ. Hay là cái này, cái chân váy bông vàng này á. Cái này lên là 07 cho em 15 cân nhá. 15 cân 34 tuổi cho em này. 15 cân 34 tuổi cho em không 13 đến 15 cân 34 tuổi mặc vừa cho em 07 cho em 50.000 nhá. 07 lên cho em con này 50.000 luôn cho em này. 07 á. Mã hàng 07 cho em 50.000 nhá. 13 đến 15 cân nhá mọi người nhá. 3 đến 4 tuổi cho em 50.000 07 cho em đi. Chả biết lên Facebook mình đang bị sao á. Bị ngáo chó, thằng Kiến bảo bị ngáo chó. Giờ 07 cho em 50.000 nhá mọi người nhá. Hả? Thì lúc nãy là đáp thứ hai xong rồi nghỉ ngơi một thời gian không hoạt động lại, bây giờ lại nghỉ ngơi nè, cho thời gian nghỉ ngơi ăn cơm với gì nữa. Ba ba cho anh Trinh ok, Kim The có 33 ok này, Nguyễn Thị Vân có 07 ok này. À, mọi người lại lên tiếp hàng để sai nhá, anh lại soạn hàng để sai đi em. Chết mất hôm nay. Đồ lớn hay nhỏ bao nhiêu một áo vậy, mỗi mã một giá khác nhau nhá chị nhá. Nhà em đọc sai rồi mà chị. Em có đọc sai đấy, đọc sai mà đọc tiền đấy. Mày chia cái váy chấm bi cho em. Tôi lên bộ rồi. Rồi lên bộ cho em này. Rồi cái này lên bộ levis cho em này. Bộ levis cốt tông cho em này. Bộ cốt tông cho em size ra 20 cân đến 45 cân cho em bộ nhá. Bộ này em sale luôn các chị luôn, 65.000 một bộ này. Bộ theo cho em này, levis theo cho em. Mã này lên là ba mấy đấy chị? 37 này, mã hàng 37 cho em này. Em chia hết cho lại size cho chị cho đi. Thằng nhìn thì chán lắm, nhìn lại size lắm chứ. Đây là còn hai cái treo nhá. 37 nhá, cái này
37 cho em 65 nghìn một bộ nha, size 25 cân thì 45 cân cho em này. Không nghe máy nhé, không.
không phải là không gọi nữa. Thì chị không nghe máy từ tối qua. Thì cái này sai gì đấy? Cái này sai gì đấy? Rồi cái này lên cho em sai 30 cân đến 40 cân cho em này. Mã này lên cho em là mã số không còn 36 luôn đó. Rồi cái này sai cho bé là 27 cân đến 40 cân cho em. Mã này lên. Mã này lên cho em này. Lê Phương cứ đặt đi nhá. Lê Phương đặt đi. Mã này lên là 119.000 đồng cho em này. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 cho em. Full size cho bé là từ 27 cân đến 40 cân nhá. 27 cân đến 40 cân cho em váy bèo này, rất là đẹp luôn ạ. Màu vàng với lại màu hồng cho em nhá. Mọi người giá búp bê, chất liệu của nó là cowboy cao cấp cho em. Cowboy cao cấp cho em nhá. Mã này lên cho em là mã số 40 nhá. Cái này lên là mã số 40 nhá. 40 cho em váy bèo của sen này. Váy bèo của sen size 27 cân đến 40 cân. 27 cân đến 40 cân cho em nhá. 27 cân đến 40 cân cho em, mã số lên là 40 đi. 40 nhá mọi người nhá. Lê Phương này, thử kiểm tra thêm đơn hàng thêm có. Hôm nay đã nhập tôi chắc là nhập thì cũng phải lên rồi ấy. Mấy đơn chưa nhập thôi mà. Không có thì chỉ nhập đơn. 40 nhá mọi người nhá, 40 cho Trần Dung ok này. 119.000 cho em nhá mọi người nhá. 119.000 đồng, mã hàng đây là 40 cho em, size 27 cân đến 40 cân ạ. 27 cân đến 40 cân cho em, màu hồng với màu vàng nhá. Màu hồng với màu vàng cho em nhá. Chỉ có bộ không, bộ có nhá. 40 cho Uyên Nguyễn ok này. Xét áo trắng sau đợi em xíu nhá. Hơn 2 tuần rồi chưa nhận được hàng, chỉ Brown Trần, Brown à, cái gì đấy, Rai Trần, Rai Bông Trần này. Báo đơn hàng lên cho Vi Điện đi, báo phát ngay, báo mấy lần rồi mà không thấy phát. Được xem hàng trước khi nhận nha mọi người ơi. Được xem hàng trước khi nhận nha mọi người nhá. Mã này lên là 40 cho em nha. Mã số 40 cho em. Lê Phương có đơn rồi ạ? Chị Lê Phương đơn đi rồi. Mắt rồi chị Lê Phương nha. Đơn Lê Phương đi rồi nhá. Rồi mã này lên là 40 cho em. Chị nào lấy 40 thì comment là 40 cho em nhá. Mã số 40 ạ. Size 27 cân đến 40 cân nhá. 27 cân đến 40 cân cho em nhá. 27 cân đến 40 cân cho em. Chất liệu của nó là cowboy cao cấp cho em nha mọi người nhá. Rồi ok chị này. Rồi 40 cho em nhá, là 45 cân hả? Được, đang lắc thì phải tầm 5 đến 1 tuần chị ơi, vì bây giờ đang dịch nên đơn nó đi chậm lắm.
Đắk Lắk thì phải cả tuần. Không hứa trước được đâu nha ơi. Không hứa trước được đâu. Rồi cái này đặt cái mã này cho em. Đây cái này là 34. Mã số 34 nhá. Mã này lên cho em là 34 ạ. Cái này là 34 nhá mọi người. Size 18 cân đến 38 cân. Mã hàng 34 119.000 cho em Bully. À quên, cái này là thịt thú này. Mã hàng lên là 34 cho em nhá. 119.000 cho em này. 119.000 Cần Thơ ạ. À. Cần Thơ đi đâu chưa nhỉ? Rồi cái này lên là mã số nhớ Loan có 28 ok này. Mã này lên là mã số 34 nhá. Mã số 34 cho em này. Mã hàng số 34 cho em 119.000 cho em nhá. Váy thủy thủ cho em này. Váy thủy thủ size cho bé là 18 cân đến 38 cân cho em. 18 cân đến 38 cân. Mã này lên là 34 đi ạ. 34 cho em xanh hoặc 34 là màu trắng nhá mọi người nhá. Chị nào lúc này có rồi thì không phải đặt lại đâu nhá mọi người nhá. Chị nào lúc này có rồi thì không phải đặt lại đâu. Lên rồi, lên rồi. 34 nhá. Hồng Diễm có 34 ok này. Váy thủy thủ cho em 34 119.000 đồng nhá mọi người nhá. Mã số 34. Ngô Lợi có 28 ok này. Xét áo trắng hoa vàng áo mấy chị rồi bây giờ lên luôn. Đây mã số 34 cho em này. 34 chất liệu của nó là thô nến nhá mọi người nhá. Đây là thô nến cho em. Size là từ mười tám cân đến 34 nhá. 18 cân cho đến 38 cân cho em ạ. 18 cân đến 38 cân. 4 đến 10 tuổi mặc vừa. 4 đến 10 tuổi mặc vừa. Đấy, đến 40 một tuần. 34 nhá. Mã hàng số 34 cho em. 34 rồi. Châu rất là đẹp luôn ạ. Cái này hàng Quảng Châu nhá, sẵn tặng 75.000 một set.
đồng một xe trên này, nó rất là đẹp luôn. Mã này lên là mã này lên là mã số bao nhiêu nhỉ? 35 nhá mọi người nhá, 35 trên nhá. Nhớ Loan đi đơn rồi, ví dụ như có nhân viên gọi cho Loan là đi đơn rồi, chứ rồi ngày hôm qua gì nữa chị đi đơn rồi nhá. 35 là 75.000 trên này. Váy vàng ở sau là mã bao nhiêu đấy? Đây, váy vàng này lên trên này, váy vàng mã số 40 này, mã số 40 trên váy vàng này, size cho bé là 27 cân đến 40 cân trên này. Mã này lên trên mã số 40, 119.000 cho em nhá. 119.000, 25 cân đến 40 cân cho em. 25 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng số 40 ạ. Nguyễn Bình lên số điện thoại. Mã hàng số 40 nhá. Nguyễn Bình lên số điện thoại nào. Các chị ơi, mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nào. Váy 11 tuổi có đây luôn này. 40 cân này, 12 tuổi quay về không. Rồi mã này lên trên mã số 40, 119.000 một cái nhá. Giá búp bê rất là đẹp luôn. Cái này chất liệu của nó là cowboy cho em, siêu mềm có phối cổ màu cho em. Còn phối nơ này, mã này lên là 40 nhá, mã này lên là 40 cho em, 119.000, 119.000 đồng cho em này. Size 25 cân đến 40 cân ạ, 25 cân đến 40 cân cho em, có màu hồng và màu vàng. Mã này lên là 40 nhá, 40 cho em đi. Váy trắng bên tay phải chị ạ, váy trắng, à váy hoa, chân váy hả, ok nhá. Đúng rồi, set kia là set rồi nhá, set kia là set rồi nhá mọi người nhá. Rồi này, Phạm Huyền Trang có 40, ok này. Mã này lên là 40 cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng 40 cho em này. Đi châm có 35 ok này. Diệp Viên 40 rồi ok này. Mã này lên là 40 cho em này. 25 cân đến 40 cân ạ. 25 cân đến 40 cân, 119.000 cho em nhá. Mọi người comment đúng mã số cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số loại cho em là có đơn nhá. Cái hình này có 40 ok này. 25 cân cái này vừa mà chị ôn hồ thị. Nguyễn Hương 3340 này, ok này, Lương Bằng có 40 này, ôn Hồ Thị có này, Nguyễn Hồng có 40 này, lên số điện thoại cho em nào. Thanh Đỗ có 35. Nguyễn Hồng lên số điện thoại đi. Nguyễn Hồng lên số điện thoại cho em nào. Nguyễn Hồng lên số điện thoại nhá. Cái này là hàng cao cấp siêu đẹp luôn ạ. Cái này chất cowboy siêu mềm luôn cho em, bao kiểm hàng. Bên dưới là có phối màu cho em này, rất là xinh luôn. Màu vàng với màu hồng, size 25 cân đến 40 cân nhá mọi người nhá. 25 cân đến 40 cân cho em, mã hàng lên là 40, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. Size 25 cân đến 40 cân, mã hàng 40 ạ. 119.000. 119.000 nha mọi người nhá. 119.000 hàng cao cấp 300 bây giờ C, 119.000 cho em này. 119.000 đồng. Đẹp quá. 40 vàng, 40 hồng cho em nhá. 40 vàng, 40 hồng cho em này. Mã hàng 40 comment mã số kèm cân nặng kèm số điện thoại trên một dòng cho em nhá mọi người nhá. Ok, Nguyễn Hồng có vàng này, Nguyễn Hồng hớt có 40 ok này. 40 nhá mọi người nhá. Vân Phạm 40 ok, 25 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. 25 cân đến 40 cân cho em. Lai Hồng có bộ tim là mã số 35 ok là hai bộ này. Hương Thu này lên số điện thoại nào. Ngọc Chủ Y Trương có 40 ok này. Hương Thu lên số điện thoại đấy chị. Mã hàng 40 cho em 119.000 nha mọi người nhá. 119.000 đồng cho em ạ. Khi nào lên comment 40 kèm cân nặng kèm số loại cho em là có đơn nhá. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 119.000 cho em. Rồi 40 nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này. Rồi mã này lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em này. Mã hàng tiếp theo váy của Bèo Trắng này. Mã số 31 cho em váy Bèo Trắng này. Size cho bé là từ 15 cân đến 37 cân nhá, 17 cân đến 37 cân cho em này. Mã 31 cho em 119.000 luôn nhá mọi người nhá. 31, cái này lên cho em là mã số 31 cho em đi. Đây đây có bà có 4 tuổi 21 cân đây. Kim Hạnh có 40 ok nhá. Váy thô lưng mà. Thô lưng cũng 119.000. Rồi ok này. Sang Trúc Nguyễn này. Nguyễn Thị Trúc có 40. Lê Thủy 40 ok. Mã này lên cho em mã số 31 nhá. Mã số 31 cho em váy của Bèo Trắng lên này. Size cho bé là từ 17 cân nhá cho đến 37 cân. Mã hàng 31 cho em 119.000. 119.000, mã này lên là 31 cho em nhá. Võ Trang lên số điện thoại đi. Võ Trang lên số điện thoại nào, 31 cho em nhá. Lên số điện thoại nào, Võ Trang lên số điện thoại này. Các chị ơi lên số điện thoại giúp em đi các chị nhá. 31 cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 31 cho em đi. Hồng Thương có 31 ok này. Phạm Hoa 40 này. Áo trắng chân váy vàng kia với. Rồi đợi em xíu hết cái này em lên. Mã này lên là 31 cho em nha. 31 màu cam và 31 lên cho em màu hồng này.
size 15 17 cân 4 tuổi trở lên cho đến 37 cân 10 tuổi quay lại. Mã hàng là 31 nha, 119.000 chất liệu của nó cũng là thô boy cao cấp cho em nhá. Phạm hoa của 40 rồi, ok hương thu 40 này. À, đơn trên 600.000 là được miễn ship nha mọi người nhá. Đơn trên 600.000 em miễn ship thì ship cho mọi người nhá. Rồi ok nha. Rồi thôi chốt cho chị Lan về đi, Lan 1 rưỡi rồi ra. Mã này lên là 31 cho em nhá. Võ trang của 31 là ok này. À, 31 nhá, rồi hết cái này em lên xếp vàng cho nhá. 31 mã hàng 31 cho em size từ 10 size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân cho em ạ. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em. Lavender Ngọc Nguyễn lên số điện thoại 119.000 này. Ngọc Nguyễn này, Lavender Ngọc Nguyễn lên số điện thoại. Các chị ơi lên số điện thoại đi, để em không phải nhắc số điện thoại, nhắc số điện thoại liên tục thôi. Lên số điện thoại mới liên hệ được nhá. Mã đầu tiên đặt hàng là phải có số điện thoại rồi. Ship toàn quốc là 30.000 bao kiếm hàng. Đi đâu ít nhất là phải từ 2 sản phẩm trở lên mới gọi chốt đơn. Nhà em đơn trên 600.000 em miễn phí ship nhá. Nguyễn Hoàng 31 này, Minh Hoàng 31 này, Nguyễn Nhung 31 ok này. Bộ dài tí này nhá, bộ dài tay tí này nhá. 119.000. 119.000 mã hàng 31 cho em ạ. 17 cân đến 37 cân cho em nhá mọi người nhá. Lên số điện thoại này em không phải nhắc số điện thoại này nhá. Mã hàng 31 119.000 đồng cho em. Màu cam với màu hồng cho em, màu nào cũng xinh, cam hồng nha mọi người nhá. 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 37 cân. 119.000 màu cam với màu hồng cho em. Phần này là của bèo cho em này. Cái bèo này là bèo gân rất là đẹp, bèo hoa rất là xinh luôn cho em này. Mã số lên là 31 nha. Vân Phạm 31, Ngọc Nguyễn 31 ok, Trần Hà 31 màu cam và 40 ok này. Nguyễn Linh Chip có 31 ok này. 119.000 nha mọi người nhá. Màu cam với màu hồng cho em 119.000 cho em ạ. 119.000 có được 12 cân nhá. 119.000 cho em. 119.000 size 17 cân đến 37 cân giúp em nhá. Mọi người chấm bài thả tin thả like lên chia sẻ like giúp em nhá mọi người nhá. Mã hàng 31 cho em nha. Chị nào lấy 31 thì comment 31 cho em kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em và có đơn nhá mọi người nhá. Rồi cái set này bên mã tiếp theo lên cho em này. Đọc cái này cho chị đi. Mã bao nhiêu? Mã số 42, 41 này. Chưa lên ra. Mã hàng tiếp theo lên cho em váy biệt. Đi hai màu này nữa. Rồi cái này. Mã này lên cho em này. Đọc cả thì lên sang gì? Rồi cái này lên cho em, mã số này lên cho em này. Mã số 41 này size 12 cân cho đến 35 cân cho em này. 12 đến 35 cân cho em này. Mã số 41 89.000 đồng cho em váy tơ nhá. 89.000 mã này lên là 41 cho em này. 12 cân đến 35 cân cho em mã hàng 41 ạ. 41 cho em 89.000 váy bèo dây nhá mọi người nhá. Váy bèo 2 dây cho em này rất là xinh. Mặt sau có dây thắt eo cho em này. Tơ cao cấp siêu mềm luôn. Mã này lên là 41 cho em nhá. Mã hàng 41 cho em màu trắng màu be này, size 12 cân này đến 35 cân. Còn màu vàng với màu xanh là size 12 cân đến 22 cân cho em nhá mọi người nhá. Đây màu vàng với màu xanh là 12 cân đến 22 cân cho em. Còn màu trắng với màu be là 12 cân cho đến 35 cân cho em nhá mọi người nhá. Nghe rõ cân nặng từng màu nhá. Xa sale luôn là 89.000 một váy thôi ạ. 89.000. 89.000 lên cho em. Mã hàng này lên là 41 nha mọi người nhá. 41 cho em kèm cân nặng kèm màu đi. Võ trang của 41 ok này. 12 cân đến 35 cân là màu be với màu trắng này. Cái này chắc rất là xinh của 89.000 thôi ạ. Rất là đẹp luôn. 89.000 cho em này. Mã số 41 cho em màu xanh với màu vàng thì là size 12 cân đến 22 cân. 12 đến 22 cân thì tầm 1 tuổi đến 6 tuổi mặc vừa nhá. Còn đến 35 cân thì 8 tuổi mặc vừa cho em. 41 89.000 cho em nhá. 89.000 cho em nhá. Tại đô này, tay đô có 36 40 ok này, võ trang của 41 ok này. Lavender Ngọc Nguyễn có 41 ok này. Mã này lên là 41 cho em nhá. 89.000 cho em váy tơ nhá. 89.000 mọi người chấm bài lên đi mọi người. 89.000 đồng cho em này. Màu be với màu trắng là size 12 cân đến 35 cân. Đây màu be với màu trắng này. Màu be với màu trắng cho em này. Size là từ 12 cân đến 35 cân cho em nhá. Đây là màu be với màu trắng cho em. Cái này là lên là 41 nha mọi người nha. 41 ạ. 41. Còn màu xanh với màu vàng là size cho bé 15 cân à 12 cân đến 22 cân. 41 này. 12 đến 22 cân màu xanh với màu vàng cho em là 89.000 một váy thôi nhá. Cái này lên là 41 cho em nhá mọi người nha. 89.000 cho em. Huỳnh Thị Kim Huyền có 31 ok này. Cẩm Ly Lại Thị có 31 này. Nhớ Loan có 41 ok này. Các chị ơi mã này là 41 cho em nhá mọi người nhá.
Trần Hà có 41 ok này, mã này là 41 cho em này. Màu trắng với màu be là từ 12 cân cho đến 35 cân. Trắng be là 12 đến 35 cân. Còn màu vàng với màu xanh nhá. Màu vàng với màu xanh là size cho bé là từ 12 cân đến 22 cân cho em nha. Cái giá là 89.000 nha mọi người nhá, 89.000. Mã số 41 kèm cân nặng đi, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. 41 nhá, mã hàng 41 cho em 89.000 cho em này. Rất là xinh, 89.000 mà sau có dây thắt eo chắc tơ cao cấp siêu mềm và cái này còn mềm hơn cả da em bé luôn. Ở trong này có lót boy thấm hút mồ hôi cho em này. Có lót boy thấm hút mồ hôi này. Mã hàng 41 nha. Mã hàng số 41 cho em nhá mọi người nhá, 89.000 cho em Mi Hoàng có này. 9.000 cho em 40 cân không có nhiều lắm, vừa lên xong 40 cân rất nhiều, xong rồi mua hay nào mua định mua 41 nha mọi người nhá, cái này lên là 41 cho em nhá. Nhớ là màu xanh với màu vàng chỉ còn size 12 cân đến 22 cân này, màu be với màu trắng là size 12 cân đến 35 cân cho em này đấy, với giá là 89.000 thôi nha, 89 như một váy tơ cho em nhá. 41 cho Vân Phan ok này, Huỳnh Kim Huyền có 41 ok này, 89.000 cho em nhá mọi người nhá, 89.000 cho em, hãng 41 kèm cân nặng đi và kèm số điện thoại cho em là có đơn 41 nhá, 89.000 cho em. 41 rồi lên xét học sinh nhá. Chị Vũ Thu nhớ là nghe điện thoại nhá. Chị Vũ Thu nhớ nghe điện thoại nhá. Vũ Thu nhớ nghe điện thoại, mọi người nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em nhá. Rồi Vũ Thu này có này, nhớ hệ lý điện thoại. Hậu Nguyễn 41, Lê Thúy 41 ok này. À, bông bóng nước 41 ok này. 41 89.000 em ơi, xét học sinh là mã bao nhiêu đấy? Xét book đi á. Rồi mã tiếp theo lên cho em xét rồi này. Lên cho em xét rồi, mã hàng số 32 cho em xét cao cấp này. Con này có size là 17 cân đến 35 cân cho em mã hàng số 32 nhá. 145.000 đồng cho em set cao cấp Bukhari cho em cổ lá này. Rất là đẹp luôn, cái này là hàng cao cấp siêu xinh luôn. Mã số 42 nhá mọi người nhá. Chắc bé rồi không có. Cái này là set rồi thôi nhá. Cái này là set rồi này, mã số 32 set rồi cho em này. Đấy, từ 18 cân này, 17-18 cân đến 35 cân cho em nhá. 17-18 đến 35 cân cho em set rồi Bukhari cao cấp cho em 145.000 đồng. 145.000 mã hàng lên là 32 cho em màu be này. Là 32 lên cho em màu trắng này, 32 màu be này, 32 màu trắng này, 145.000 đồng cho em set cao cấp nhà hàng 400 bây giờ tặng với giá 145.000 đồng thôi ạ. Mã này lên là 32 đi. Uyên Hà có này, ok này. Đấy, hồng chấm bi nhá. Ok, mã này lên là 32 nhá mọi người nhá. Mã số 32, 145.000 hàng cao cấp nhá mọi người, chân váy bên trong có quần nhá. Cái này hàng Quảng Châu xịn luôn á, rất là đẹp luôn. Mà em tặng giá có 145.000 đồng cho em nhá. À, có set đầm thủy thủ nhá, có set đầm thủy thủ nhá. 32, mã này lên là 32 cho em 18 cân đến 35 cân cho em màu trắng với màu be nhá mọi người, lấy màu nào cũng được. Chân váy là dáng nó dài chứ không phải chân váy ngắn đâu nhá mọi người nhá. Chân váy dáng nó dài là mặc qua gối cho em nhá. Rất là xinh. Mã hàng số 32 cho em này, 145.000 đồng một set ạ. Màu trắng với màu be. Mua mình áo sơ mi ở ngoài đã 145.000 rồi đấy. Còn hơn á, 180 ấy. Long Anh này có 32 ok này. À, Nguyễn Hồng có 32 ok này, 145.000 size 18 cân đến 35 cân nhá. 17 18 cân 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 35 cân quay lại cho em. À, mã này lên là 32 nhá. 32 nhá. Để thu cho địa chỉ luôn này. 32 ở Tuyết Khan ok này, 145.000 đồng cho em nhá các bạn ơi. 145.000 đồng mã hàng 32 nhá. Tuyết Khan có rồi ok này. À, 15 cân thì không có chị ạ, 15 cân không có nhá. Size là từ 17 cân này, 17 18 cân 4 tuổi trở lên cho em nhá, hết rồi. À, không có chân váy rồi nhá. Nhà em hôm nay hết chân váy rồi rồi. Hết chân váy rồi rồi. Mã hàng số 32 cho em nhá mọi người nhá, đẹp lắm. 35 cân rất là đẹp, oanh nấm có 41 rồi. Oanh nấm có 41 rồi. 20 cân mặc vừa. Cái này size cho bé là từ 18 cân 4 tuổi trở lên nhá, cho đến 35 cân 10 tuổi quay lại. Mã hàng 32 cho em này, 145.000. Số điện thoại đi ạ. Huệ Phan lên số điện thoại này, 145.000 nhá. 145.000 xe cao cấp cho em ạ, rất là đẹp. 145.000 đồng cho em màu be với màu trắng nha mọi người nhá. Áo màu be hoặc áo màu trắng cho
32 ok. Mã hàng cho em là 32 nha các chị nha. 32 145.000 đồng cho em nhá. 32 trang hà có 41 màu be rồi ok này. Rồi ok chị nào lấy 32 nữa thì comment 32 cho em nhá mọi người nhá. 32 145.000 nhá. Rồi mã tiếp theo lên trên này. Rồi 32 cho Nguyễn Nhung ok, Hương Thu 32 ok này, Tuyết Nguyễn 32 ok này. Comment đúng mã số nha mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Gia Nguyễn Thị Trúc có 32 ok này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 33 này. Mã số 33 cho em này. Mã số 42. Chưa. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 42 xếp chân váy hoa áo trắng cho em nhá. Size cho bé là 18 cân cho đến 33 cân. 18 cân đến 33 cân, mã số 42 cũng 145.000 luôn cho em nhá. 145.000, cái này chân váy tông này. Cái này là chân váy tông cho em, bên trong cũng có quần nha mọi người nhá. Bên trong cũng có quần cho em này. Cái này lên cho em là mã số 42 ạ, đúng không? 42, mã số 42 145.000 luôn, có màu trắng này. Có màu vàng với màu hồng đi. Màu vàng với màu hồng cho em nhá. Váy hồng đầu tiên là váy chấm bi hả? Ok. Rồi váy hồng hớt có này. Oanh Nguyễn có 32 ok này. Áo trắng sau lưng là áo thủy thủ, đợi xíu nhá. Rồi cái này lên cho em là mã số 42 nhá mọi người nhá. Mã số 42 ạ, 42 cho em nhá. 42 145.000 cho em nhá mọi người nhá. 145.000 size 33 cân quay lại. Cũng vui lòng là nghe điện thoại này. Uyên Nguyễn có 42 ok này, Nguyễn Hoa 32 này, Long Oanh có 42 ok này. Nguyễn Hoa 42 rồi ok, Mến Tuyết này 132 nhớ nghe điện thoại nhá các chị ơi, nhớ nhớ là phải nghe điện thoại đấy nhá mọi người, đặt hàng nhưng mà nhiều chị không nghe điện thoại lắm. Rồi nhá. Size 37 cân có, đợi em xíu nhá mọi người nhá. Rồi cái này đây là 17 cân, 17 18 cân cho đến 33 cân cho em này. 17 18 cân đến 33 cân 4 tuổi cho em đến tầm 33 cân 8 tuổi nhá. 32 cân quay lại đầu 32 33 cân cho em 8 tuổi quay lại cho em 8 9 tuổi nhá. Với giá là 145.000, 145.000 có màu vàng màu hồng. Mã này lên là 42 đi ạ. Mã hàng 42 145.000 cho em nhá. 145.000. Mã hàng 42 nhá. Comment đúng mã số cho em 42. 42 là xếp hoa váy hoa. Thu Thủy có 42, Huệ Vi này có bộ có 32 ok này. Bộ dài tay có. Bộ dài tay em có nhá. Mã số 42 Thu Thủy ok này. Màu vàng với màu hồng cho em nhá. Bên trong có quần nhá mọi người nhá. Cái set này là bên trong có quần cho em này. Cái này em đang bị kẹp lại đây này. 42, mã số 42 cho em. 17 cân đến 33 cân cho em. Mã số 42 cho em với giá là 145.000 cho em. 42 nhá. Mã 42 Mến Tuyết có 42 ok. Nguyễn Hồng 42 ok này. 145.000 cho em. Set đẹp lắm. Hàng cao cấp siêu mềm luôn nhá mọi người nhá. Chất thô boy rất là mềm luôn ạ. Rất là xinh luôn cho em này. Xinh lắm, váy tầng tầng này. Đó, tầng tầng này. Rất là tốn vải luôn. 145.000 một set. Cái này size 17 cân trở lên nhá. Nguyễn Hồng có Huỳnh Tiên 42, Tuyết Băng 42 ok này. 42, 145.000 đồng cho em. Size 33 cân quay lại nhá. Kiều Lê lên số điện thoại nào. Tân Thanh có 42 ok. Màu hồng màu vàng nhá. Kiều Lê lên số điện thoại nào. Chị Kiều Lê lên số điện thoại. Màu hồng với màu vàng cho em 145.000 đồng một set nha mọi người nhá. Mã số lên là 42 kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em đi. 42 nhá. 42 ạ. Rất là xinh, size 33 cân quay lại nhá. 8 tuổi, 8 9 tuổi cho em. 8 9 tuổi cho em nhá. Kiều Lê lên số điện thoại nào. Kiều Lê lên số điện thoại nhá. Ngọc Thanh có 42 rồi ok. Mã đầu tiên các chị đặt là phải lên số điện thoại rồi xét rồi nhá. Cái này là xét rồi, không phải xét liền đâu, xét rồi nhá. Chân váy rời, áo có thể kết hợp với chân váy khác cũng được. Hoặc là chân váy kết hợp áo khác cũng được cho em nhá. Mã này lên là 42 cho em nhá. 42 145.000. 145.000 cho em. Chị Kiều Lê lên số điện thoại đi nào. Lan Đoàn có 42 này, Tâm Thanh có 42 ok này. 42 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 set này là 30 ạ. Mở á? Đâu mở đâu. Mở hay nét là mọi người. Rồi cái này lên cho em là mã số 34 này. Mã này lên cho em là 34 119.000 đồng cho em 34 này. Vì thú cho em là set 34 mã 34 nhá. Size là từ 18 cân đến 38 cân cho em mã hàng 34. 119.000 màu xanh và màu trắng cho em 34 này. Đây váy thủy thủ nhá. Váy thủy thủ là 34 cho em này. Chị Tuyết à, chị gì đấy nhỉ? Kiều Lê. Kiều Lê lên số
trắng cho em này, 34 119.000, 18 cân đến 38 cân, 4 đến 10 tuổi mặc vừa nha. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em, mã số này là 34 đi. 34 nha mọi người nhá. 34 có đến 38 cân mà chị, 34 có đến tận 38 cân cho em mà. 34 đến 38 cân nữa mà, 18 cân đến 38 cân cho em nhá mọi người nhá. Không có chân váy rời nhá. Không có chân váy rời, 119.000 mã này đây là 34, Quân Mizu có rồi. À, Lê Quân Mizu có rồi. Hoàng Vân có 34 ok, Hoa Đá 34 ok. 119.000 đồng cái, chất liệu của nó là thô nến nhá mọi người nhá. Cái này là thô nến cho em nhá mọi người nhá. Cái này là thô nến cho em 34 nhá. Trắng xanh 34 cho em trắng xanh nhá. 119.000 cho em. Hạnh San có rồi, Huệ San có rồi. 34 ạ. 34 cho Nguyễn Thúy ok, Thúy Thú cho em 119. À 119 đúng không? 119.000 cho em này. Rồi lên thêm này. Mà bốn mấy đấy. Cái này sale luôn này. Mã số 43 này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 34 cho ông Phương Lam ok, Hạnh San có rồi ạ. Nguyễn Vân có 34 rồi ok. Mã này lên cho em là 43 này. Mã tiếp theo 11 cân có, đợi em xíu nhá. Thôi lên size nhỏ đi cho các chị đi mua quá à. Rồi lên thêm này. Mã số mấy đây? Đây là mã số 43 này, vẫn size cũ à. Rồi mã số 43 cho em này, mã số 43 cho em này. Mã số 43 cái này đi, lên cái này đi. Cái này đừng có comment 43 kia nhá. 43 váy sau cho em size 12 cân cho đến 25 cân cho em này, 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em 43 này. Mã này lên 43 cho em 89 một cái nhá mọi người nhá. Màu vàng thì size 10 cân đến 20 cân, còn màu xanh là 10 cân đến 25 cân nhá. Màu vàng 10 vàng cho em nhá, màu vàng cho em này là size 10 cân đến 20 cân, màu xanh là 10 cân đến 25 cân này, 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em này. Mã này đây là 4389.000 cho em nhá. 4389.000 cho em nhá. 4389.000 váy hồng, váy hồng cổ trắng hả? Ông quên mất nhỉ. 4389.000 đồng cho em đi. Bộ hè hay bộ đông ạ? À? Thủy thú 1 lớp 1 á, lớp 1 18 cân vừa lên gì em vừa mới lên xong mà. Thủy thú 34 mà. Số 34 thủy thú là 119.000 rồi, cái này lên là 43 nhá. Mã số 43 cho em 89.000, 12 cân đến 25 cân nhá mọi người nhá. Cái này chất liệu của nó là đùi gân ạ. À. Cái này là đùi gân cho em rất là mềm luôn này. Mà sau có dây thắt eo này, tay là cánh tiên cho em nhá mọi người nhá. 34 ạ. Mã này lên là 34 cho em nhá. Mã số 43. Mã số 43 nhá. Mã hàng số 43 cho em này. Tay bèo cho em này. Đấy, tay bèo cho em 43 này. 43 25 cân 5 tuổi thôi nhá. 25 cân 5 tuổi quay lại 89.000 nhá. 12 cân đến 25 cân là màu xanh, còn màu vàng là chỉ còn 12 cân đến 20 cân cho em, 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000 cho em nhá. 89.000 43 cho Trần Hà ok này. 43 cho Huệ Phan ok, nhớ là 25 cân 5 tuổi quay lại cho các chị nhá. 25 cân 5 tuổi quay lại cho em này. Không, cái này không có 30 cân đâu. 25 cân 5 tuổi quay lại 43 nhá. Lê Quỳnh có 43 ok này. Chị An Bình có 32 này, 42 ok này. Rồi cái này lên là 43 cho em ạ. Thu Hương có 43 ok này. 4389.000 cho em nhá mọi người ơi. Nhớ là màu xanh là mới size, có size 10 cân này đến 25 cân, 1 đến 5 tuổi này. Còn màu vàng là 10 cân. Màu vàng là 10 cân đến 20 cân. Các chị lên số điện thoại nào, Thu Hương và Bích Hoa Lâm lên số điện thoại để em không phải nhắc số điện thoại nào. Thu Hương và Bích Hoa Lâm lên số thoại đi nhá. Mã này lên là 43. Mã số 43 cho em giá 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng một váy. 89.000 đồng một váy cho em nhá mọi người nhá. 89.000 cho em. Mã hàng cho em là 43 cho em nhá. 43 cho em nhá. Chị nào lấy 43 thì comment 43 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Hương Bùi có 43 ok này. 12 cân đến 25 cân cho em màu xanh này. Màu vàng là 12 cân đến 20 cân cho em này. 89.000 cho em nhá mọi người nhá. 89.000 5 tuổi quay lại cho em nhá. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em. 43 nhá. Hương Bùi có này. Thủy Tiên có 43 ok này. 43 nhá mọi người. 89.000. 43 89.000 đồng cho em này. Rồi lên cho em mã số 44 này. Cái này lên là mã hàng của chị Thu Hương lên số điện thoại như thế. Chị Thu Hương lên số điện thoại.
ngoại đây nào. Thu Hương lên số ngoại nào. 43 cho Quỳnh Châu ok này. Duyên Duyên Kiều Nguyễn này có 43 ok này. Rồi mã tiếp theo lên 44 này. Mã 44 cho em 10 cân đến 22 cân cho em 44 này. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em 44 này. 89.000 luôn này tơ này. Em sẽ lên size bé liên tục luôn này, mọi người cùng chọn đi đơn luôn này, không có lẽ sai. Rồi cái này lên là 44 cho em nhá. Anh Đào Bùi có 43 ok. Mã này lên là 44 cho em váy tơ nhá. Váy tơ cao cấp siêu mềm luôn ạ. Size 10 cân đến 20 cân, 1 đến 5 tuổi mặc vừa. Mã này lên là 44, 89.000 luôn. 44, 89.000 đồng cho em nhá. 44, 89.000. 44, 89.000 cho em. Trơn Thành Bình Phước đi đơn. Trơn Thành Bình Phước đi đơn rồi nhá. Rồi ok nhá. Mã này lên là 44 đi. Màu vàng này. 44 lên cho em màu hồng này. Và 44 lên cho em màu nâu tây nhá. Màu nâu tây cho em rất là đẹp. Cái này là chất tơ cao cấp nha mọi người. Mặt sau có dây thắt eo này. Đấy, rất là mềm luôn. Size 12 cân cho đến 22 cân. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em. 44 màu nâu tây, 44 màu hồng và 44 lên cho em màu vàng này. 44 89.000 đồng cho em nhá. Mã là 44 89.000. 89.000 không 10 tuổi làm sao vừa được. Cái này 1 đến 5 tuổi mặc vừa nhá. 1 đến 5 tuổi mặc vừa, 10 tuổi cao lắm. 44 cho Huệ Phan ok này. Trần Hà 44 này. Mã này lên là 44 cho em nhá. Hồ Nơ vừa lên rồi mã 42. Rồi này, 44 cho Lê Quỳnh ok này. Nguyễn Thị Nở có 44 này. Su Li Li này, Su Ki Li có 44 ok này. 19 cân 6 tuổi sợ được được nhá. Được 19 cân 6 tuổi mặc vừa cho em nhá. Rồi mã này lên là 44 cho em nhá. 44 89.000 một váy thôi ạ. 89.000 cho em màu hồng này. Màu vàng này. Đẹp lắm, 10 cân đến 12 cân. À 10 cân đến 22 cân cho em màu be này. 44 89.000 nha mọi người nhá. Mã là 44 89.000 đồng cho em. 44 89.000 cho em nhá. Mã là 44 89.000 cho em. Su Bin Si lên số điện thoại đi nào. Tháo võ của 43 rồi ok này. Chị Su Bin Si lên số điện thoại nào. 44 nhá. Thì liên 44 ok này. Nhớ là 5 tuổi quay lại cho các chị nhá. 5 tuổi quay lại cho em này. 12 cân đến 22, 23 cân 5 tuổi quay lại cho em 3 màu này. 44, 89.000 đồng cho em nhá. Rồi qua mã cho em này. 44 này. Rồi cái này lên cho em mã số 45 này. Rồi mã tiếp theo lên cho em 45 này. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, của nâu trắng đấy. Đây mã tiếp theo lên cho em 45 này. Nơ vàng phía sau 10 tuổi 33 cân quay lại. Rồi ok nhá, 22 cân 8 tuổi là sợ ngắn chị ơi, ngắn 1 đến 5 tuổi thôi. Rồi này, mã này lên là 45 cho em này, size 18 cân đến 38 cân cho em, giá 89.000 cho em. Mã này lên là 45 nhá, có mấy cái sale của 89.000 luôn, mọi người lên cân nặng đi. Mã này cổ liền, cái này là cổ trắng liền cho em 18 cân này. 17 18 cân 4 tuổi cho em đến 38 cân cho em 89.000. Một cái mã này lên cho em là mã số 45 đi. 45 màu hồng này, 45 lên cho em màu xanh này, có 89.000 một cái thôi chất đẹp lắm. 89.000 đồng cho em nhá. 45 này. 45 cho em màu vàng này. 45 này. Mã hàng 45 nhá. 45 89.000 cho em. 45 89.000 bán nào em có đọc tiền đấy các chị chú ý lắng nghe nhá mọi người nhá. Cái này có cổ lá nên là đi học được này. Size 17 18 cân cho đến 38 cân cho em nhá. 17 18 cân đến 38 cân 45 cho em 89.000 một cái thôi, còn một ít thôi ạ, sale luôn. 89.000 45. Mã hàng lên là 45 cho em nhá mọi người nhá. 45 nhá mọi người nhá. 45 Lê Quân Zumi có 45 ok này. 45 nhá mọi người nhá. 13 tuổi rưỡi, 13 cân thì vừa lên cái mã số 44 đấy chị, vừa đấy. Rồi cái này là 45 size đại, 18 cân này, 4 tuổi trở lên đến 38 cân cho em, 10 tuổi quay lại cho em. Mã hàng 45 cho em 89.000 đồng nha. 89.000 đồng cho em 45 cho tiết sạc ok này. Xin hắt cái này mặt sau có dây thắt eo nha mọi người nhá. Mặt sau có dây thắt eo cho em siêu xinh luôn. Mã hàng 45 89.000 cho em Xoan Nguyễn, cái này là 45. Rồi ok, Xoan Nguyễn có 44 ok này. Quanh nấm có 45 ok. Bình Dương chưa ship đâu nha. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh là không ship, không nhận đơn luôn. Rồi ok, 45 cho em màu hồng này. 45 lên cho em màu xanh này. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn. 45 cho em này. Màu vàng này. Rồi đó Cần Thơ nhận chưa kìa. Chị cứ đặt đi ạ. Tí
cân nhá mọi người nhá. 17 cân cho đến mấy nhá? 37 cân nhá. 17 cân đến 37 38 cân quay lại cho em áo 45 89 nghìn một cái thôi, có mấy cái thôi. Chất xinh á, 45 89 nghìn, 8 tuổi vừa, 4 đến 10 tuổi thôi mà. Từ 4 đến 10 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 10 tuổi mặc vừa. 89 nghìn. 89 nghìn cho em nhá. Đinh Thanh có 45 ok này. Nguyễn Lụa có 45 ok này. Đinh Thanh có rồi. 45 89 nghìn đồng cho em màu hồng này. 45 lên cho em màu xanh này, cổ liền ạ. Cái này là cổ liền nha mọi người nhá. Cái này là cổ lá liền cho em rất là xinh luôn. 45 89 nghìn cho em nhá. Và sau có dây thắt em rất là xinh luôn này. Chất đuổi tơ không nhăn nhá, siêu mát luôn cho em 89 nghìn thôi. 89 nghìn. Size cho bé là từ 17 cân đến 37, 38 cân cho em nhá mọi người nhá. Kim Anh Vũ có 32, mã 32 này, 45 này. Ok này, Phương Nguyễn 45 này. An An 45 ok này. Cờ đó Cần Thơ chưa ship. Cờ đó Cần Thơ chưa ship nhá. An An lên số điện thoại đi. An An lên số điện thoại nào. Cái này lên là 45 nhá mọi người ơi. Bảng bé 16, 33 cân này, mã 45 ok. Liên Thủy có 45 này ok. Hồng Nhung có 43 ok này. Và mã 44 này ok. Cái này là 45 nhá mọi người nhá. Cái này là mã số 45 cho em 89 nghìn thôi ạ. Size 17 cân này đến 37, 38 cân quay lại cho em mã là 45 cho em 89 nghìn cho em nhá. 45, 89 nghìn cho em này. Tôi lên một cái size bé nhá này. Đây á, cái set này là mã 47, 43. Set này là mã số 43 đúng không? Set này là mã số 42 nhá mọi người nhá. Tuyền Thẳng có rồi, Bích Lâm Hoa có rồi. Rồi cái set này là mã số 42 nhá. Size 17 cân đến 33 cân, mã số 42 nhá. Đây là mã số 42, set hoa này, set chân váy hoa, set rời nhá. Set rời cho em 145 nghìn cho em, mã này lên là 42. 42 cho em này, số ở Thanh Hóa nhá. Số ở Thanh Hóa. Rồi cái này lên là mã số 42 nhá mọi người nhá. Có màu vàng với màu hồng cho em này. Màu vàng với màu hồng, mã này lên là 42, 145 nghìn đồng cho em. Mã số 42 cho em nhá. Mã số 42 ạ. Đây màu vàng với màu hồng cho em, xếp rồi nha. Bên trong chân váy là có quần nha mọi người, nên là không sợ bị hở đâu nhá. Size là 17 cân này, 42 nhá. Mã này lên là 17 cân cho đến 40, à quên, 17 cân đến 33 cân. 17 cân đến 33 cân cho em nhá. 4 đến tầm 8, 9 tuổi quay lại mặc vừa bộ này nhá. 42 nhá. 42 gấm nhung của 45 rồi ok, váy 2 giây sau ok này. Rồi nha. Nào đấy thì comment lên cho em là 42 nhá. 42 này. Rồi ok này. Xét vàng là xét nào? Đây á. Xét là xét vàng vừa lên gì? Chị Diễm Nguyễn lên số điện thoại nào? Diễm Nguyễn lên số điện thoại nào? Diễm Nguyễn lên số điện thoại đi. Rồi lên cho em váy sọc này. Váy sọc cho em size 10 cân đến 15 cân, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em mã số 4 mấy đây. Mã số 46 cho em này. Mã 69 nghìn luôn nhá. Mã số 46, 69 nghìn đồng luôn cho em 10 cân đến 15 cân, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em 46 này. Có sọc xanh và sọc hồng. Cái này lên là 46 cho em nhá. Mã số 46 cho em là đính hạt nơ rất là đẹp luôn ạ. Đây là nơ liền cho em nhá mọi người nhá. Các chị cứ đặt hàng đi, có nhân viên gọi chốt đơn rồi sẽ nói với các chị là đi đơn được hay không đi đơn được nhá. Lê Du 42 rồi ok này. Diêm Nguyên lên số điện thoại đi. Diêm Nguyên lên số điện thoại đi nào. Rồi ok này, mã này lên là 46 à. Mã số 46 cho em này. An An 42 rồi, Trần Vân là lấy mặt nào đấy. Rồi mã này lên cho em là mã số 46 nhá mọi người nhá. 10 cân đến 15 cân này. Chị Trần Vân lấy mã bao nhiêu, comment mã số đi. 10 cân đến 15 cân, 1 đến 3 tuổi, 46 này. 69 nghìn một cái thôi nhá. Màu hồng với màu sọc xanh cho em. Cái này con nhé, mặc xinh lắm. 69 nghìn thôi ạ. Ở sau có dây thắt eo cho em này. Có 69 nghìn một cái thôi em tặng nhá. Không có size 9 cân ạ. Cái này không, cái này mà 9-10 cân thì mặc được mà. 9-10 cân mặc được cái này mà. 46 nhá. Gấm lê lên số thoại. Các chị ơi lên số thoại nha mọi người nhá. Có số thoại chưa ạ? Từ bé em nhắc số thoại nha mọi người nhá. 46 đi. Cái này lên là 46 cho em nhá. Mã hàng 46 cho em này. 69 nghìn đồng cho em nhá. 69 nghìn cho em này. Màu hồng với màu xanh nhá. Màu hồng với màu xanh 69 nghìn. Size 10 cân đến 15 cân nhá. 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em. 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em nhá. 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em. 46 nhá. Mã
6 chất này là đủ tơ cho em này, cái này là đủ tơ rất là mềm luôn, mặt sau có dây thắt eo màu hồng với màu xanh nhá. Màu hồng tím với màu xanh cho em 46 ạ. 46 nhớ là 15 cân 3 tuổi quay về nhá. Váy vải chân váy là mã số 42 là ok Trần Vân này. Rồi 46 nhá, chị nào là 46 thì comment là 46 cho em đi. Rồi mã tiếp theo lên cho em váy á, váy bút ri này. Váy bút ri cho em này. Sương Lê 46 này. Phương Trần 46. Phương Trần 46 này, Kim Ngân 46 này. Trúc Đình Thanh 46, 42 này. Đình Thanh có 42 rồi. Quỳnh Châu 46 ok này. À, 10 tuổi hay là 10 được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhá. Em có đọc giá mà mọi người không nghe à. Mã nào lên chẳng đọc giá. Rồi này, Long Xuyên An Giang đi đâu được nhá. Rồi mã này lên là 47 cho em này. Mã hàng 47 cho em với giá là 15 cân đến 30 cân. Mã hàng 47 cho em 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. Mã hàng 47 cho em. Áo khoác em chưa? Em áo khoác hết rồi. Áo khoác này hết rồi nhá. Mấy hôm này sẽ về thêm. Cái này lên cho em là mã hàng 47 cho em này. Máy bút ri cao cấp cho em 15 cân cho đến 30 cân cho em 89.000 một cái thôi nhá. 47 cho em này. 47, 89.000 nhé. Em không có bé trai ạ. 89.000. 89.000, mã này lên là 47 cho em nhá. Mã số 47 cho em 89.000 đồng cho em. 89.000 cho em xếp đầm ở giữa rồi đợi xíu nhá. 89.000 cho em cái phần ở ngực này, cái phần này là nó co giãn cho em này đấy. Mặc co giãn rất là xinh luôn này, rất là mềm nhá. Cái này nó có chun co giãn rất là mềm, hoa liền cho em này. Đây là một bông hoa liền cho em nhá mọi người nhá. Mã số 47 cho em size 15 cân đến 35 cân này. Bút ri cao cấp 89.000 chất siêu mềm luôn này. Cái này rất là mềm mà không bị nhăn nhá. Chất rất là mềm và không bị nhăn cho em hàng Quảng Châu này. 89.000. 89.000 lên cân nặng đi mọi người, 47 nhá. Mã hàng 47, 89.000, 15 cân đến 30 cân cho em. 4 đến 9 tuổi mặc vừa nhá. Phương Trần có 47 ok. An An 45 này, 42 này. Rồi ok này. Anh Đào Bùi này có 47 này. Lên số điện thoại cho em. À, Thu Thủy 47 này. Phạm Vân Phạm 47 ok này. Cái này lên là 47 cho em 89.000 thôi nhá. 89.000. Size 15 cân đến 30 cân cho em 89.000. 4 tuổi trở lên đến tầm 8 9 tuổi có lại mặc vừa cho em set này. Cái này nhá, 47 cho em này. Mã hàng 47 89.000 đồng nha các chị nha. Cái này xinh lắm, 47 cho em này. Nhớ là cái phần ngực này nó co giãn này. Đây cái này co giãn này mặc rất là thoải mái luôn cho em, mềm cực luôn á. 89.000 một váy thôi nhá. Kim Non có 47 ok này. Anh Pha 47 này, Hạnh Pha 47 này. Sở Cốm có một gì? Một hồng một xanh 46 này ok chị này. Cái này là 47 nha mọi người nhá. Mã hàng 47 89.000 nha. 89.000 đồng cho em, 47 cho em nhá. Rất là xinh. 47 89.000 đồng giúp em ạ. 89.000 đồng giúp em nhá. Lanh chanh của 47 ok các chị yêu, cố gắng đi đâu lấy hai sản phẩm trở lên nhá. Để được gọi chốt đơn nha các bác nhá. Để được gọi chốt đơn 47 89.000 đồng cho em nhá. 15 đến 30 cân cho em này. 15 đến 30 cân cho em, 89.000. Mã hàng 47 cho em. Lanh chanh có, Tuyết Mai có, 46 ok này. Cái này lên là 47 nha mọi người nhá. Các chị ơi cố gắng đi đơn hai sản phẩm trở lên nhá. Rồi lên tiếp cho em 47 này. 47 89.000 đồng cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 48 này. Đây cái này lên luôn này. À, không, cái này lên cho hết đi này. Rồi 48 size gì vậy anh? Còn hết đi. Rồi cái này lên là 48 cho em này. Chị Hiếu Lê lên số điện thoại đi. 48 này. Hiếu Lê lên số điện thoại nào. Hiếu Lê lên số điện thoại nào. Rồi cái này lên cho em là 48 này. Mã số 48 cho em váy hoa này. Size 13 cân này. 13 cân đến 18 cân cho em nhá. 13 đến 18 cân 48 cho em. Cái này tặng luôn 60.000 cho em 48 này. Cái này lên là 48 có mấy cái thôi, xem 60.000 luôn. Bộ cốt tông em có. Hiếu Lê lên số điện thoại đi. Hiếu Lê lên số điện thoại. Rồi cái này lên là 48 cho em này. Size 12, 13 cân cho đến 18 cân cho em này. Từ 2 tuổi đến 4 tuổi mặc vừa cho em 48 nhá. Mã hàng 48 cho em với giá là 60.000. 60.000 đồng nhá. Có mấy cái thôi sẽ lên cân nặng cho em nhá. 48 60.000 cho em lên cân nặng đi các bác nha. Mã hàng 48 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. 12 cân này. 12, 13 cân cho em này. 12, 13 cân này. Từ 1 tuổi cho đến 18 cân, 4 tuổi cho em 48 nhá. 48 này. 60.000 cho em.
Rồi bạn tiếp theo lên cho em mã số 35 này. Là tay vài nha, em chưa về đâu ạ. Rồi mã số 35 cho em này, bộ cốt tông tin nhát heo tin cho em hàng Quảng Châu này. Size 20 cân đến 40 cân cho em mã số 35 này. Mã số 35 cho em này, bộ này 75.000 một bộ nhá. 75.000 một bộ cho em. Hiếu Lê lên số điện thoại đi nào. Thu Hương 46 là ok này. Ngọc Nguyễn có 48 ok này. Ok, Trần Huy 48 rồi. Cái này lên là mã số 35 đi. 35 màu hồng và 35 màu vàng cho em này. Quần dạng váy nha mọi người nhá. Cái này là quần dạng nó hơi hơi giống váy đấy. Đấy, sale luôn bộ này cho em 75.000 một bộ thôi ạ. 75.000 một bộ. Mã này lên là 35 cho em nhá. Mã hàng 35. Mã hàng 35 cho em này. Mã hàng số 35 nhá. Mã số 35 cho em 75.000. Chất cốt tông siêu co giãn cho em rất là mềm luôn này. Rất là mềm luôn cho em mã số 35 đi. 20 cân đến 45 cân nhá mọi người nhá. 20 cân đến 45 cân nè, 75.000 một bộ. Thấy chất đẹp lắm. Cái này hàng Quảng Châu thêu này. Đây thêu nhá mọi người nhá, tăng mát này. Mã số 35 75.000 cho em nhá mọi người nhá. 35 chị nào có rồi, không phải đặt lại đâu, thì chị Đình Thanh lúc này có rồi hay sao ấy. Màu vàng với màu hồng, mã này lên là 35, mã số 35 nhá. Mã số 35 cho em. 42 rồi bán này lên là 35 cho em nhé. 20 cân đến 40, 42 cân quay đầu 75.000 một bộ nhé. 75.000 một bộ cho em. 75.000 đồng cho em nhé. Màu vàng với lại màu hồng nhé mọi người nhé. Mã số 35 cho em nhé. Bộ kẽ vàng chị ơi, bộ kẽ vàng là cái nào? Cái này hả? Cái này hả? Rồi lên cái này đúng không? Cái này là mã bao nhiêu em? Rồi bán này lên cho em xem cao cấp mã số 32 này. Mã số 32 cho em con này size là 18 cân đến 35 cân này. Mã hàng số 32 xét cao cấp bukri cho em. Xét rồi nhá. Cái này là xét rồi cho em với giá là 145.000. Mã này lên là 32 nhá. Mã số 32 cho em này. Các chị cứ comment đúng mã số cho em nhá. Có size 35 cân 1m4 cái bộ đấy mặc vừa mà. Size được 40 cân nhé, 1m5 quay lại cơ. Rồi cái này lên cho em mã số 32 này. Bộ lá nhá. Có màu trắng với màu be size 18 cân đến 35 cân cho em. Mã số 32 cho em với giá là 145.000. Mã số 32 màu trắng với màu be cho em nhá. Mã số 32 ạ. Set này là mã số 32 set rồi nha mọi người nhá. Chun mềm cho em này. Đây là set rồi cho em này. 145.000. 145.000 đồng cho em. Mã số lên là 32 nhá. 32 32 145.000 rồi. Bộ vuông là 33 ạ. Tôi lên cho em cổ vuông này. Tôi lên cho em một cái cổ vuông này. 32 145.000 ạ. Rồi cái này lên cho em cổ vuông mã số 33 cho em này. Size cũng từ 25 cân đến 40 cân cho em này. Mã số 33 119.000. Mã số 33 nhá. Váy hoa cổ trắng 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 mã này lên là 33 cho em cổ trắng này. Đây 33 cho em, cổ trắng nó rất là đẹp luôn. Cái này lên là 33 cho em nhá. 33 33 màu xanh, 33 màu hồng và 33 cho em màu cam này. 25 cân đến 40 cân cho em mã số 33. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000. Cái này lên là 33 cho em này. Mặt sau đây ạ, có dây thắt eo này, cổ trắng lá cho em này. Cổ liền nha mọi người nhá. Cái này lên là 33 đi, mã số 33. 119.000 đồng cho em màu cam này. 33 lên cho em màu hồng này. 25 cân đến 40 cân ạ. 33 cho em màu xanh này. 25 cân đến 40 cân. 119.000 đồng cho em 33 nhá mọi người nhá. Bộ 33. Cái này lên là 33. Các chị ơi comment đúng mã số cho em với nha. Comment đúng mã số nha mọi người. Không comment sai số là đi sai hàng đấy nhá. 33 119.000 đồng cho em đi. Tim non của 33 ok rồi này. Các chị cứ comment đúng mã số cho em, kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Chị nào có rồi lúc này có rồi, không phải đặt lại đâu. Ví dụ như chị Bình Thanh này lúc này em thấy có rồi thì phải. Hiếu Lê của 33, Ngọc Thùy Lê của 33 ok này. 119.000 chất liệu của nó là Thoboy cao cấp nha mọi người nhá. Thoboy cao cấp cho em siêu mềm luôn. 119.000 đồng cho em nha. 119.000 cho em. Full size cho bé là từ 10 à, từ 25 cân đến 45 cân cho em ạ. 25 cân đến 40 cân. 25 cân đến 40 cân nhá. 119.000 mã hàng kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em này. 33 màu xanh này. 33
23 lên cho em màu hồng này. À, có màu khác mà nó ok. Nếu như mà đặt rồi thì không phải đặt lại đâu, tại vì nó sẽ đi trùng đơn đấy. Rồi 33 lên cho em màu cam này. Màu cam này 119.000 đồng cho em nhá. Bukri ở sau 145.000 nhá. Mã số 32. Rồi còn cái set váy này là 33 cho em nhá mọi người nhá. Cái váy này là mã số 33 cho em này. 25 cân này 45 cân ạ. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 váy này đẹp lắm. Còn mấy còn có một ít thôi ạ. Có size 12, 18 cân có. Rồi Ngọc Huế có 33 này, 33 nhá. Hôm nay đây là 33 cho em 119.000. 119.000 đồng 33 nhá mọi người ơi. Số 33 cho em nhá. Rồi lên tiếp cho em một con size nhí này. Đây váy 2 giây này em tặng luôn này. Váy 2 giây này em tặng luôn này. Đây ạ, váy 2 giây này, size gì em? Rồi lên tiếp cho em này. Gấm lê có 33 ok. Lê Thúy có 32 bộ vàng. 32 không phải bộ vàng với bộ hồng đâu nhá. 32 nhé em là cái set này mà. 32 nhé em là set Bukri cao cấp này. Màu vàng với màu trắng nhá chị Lê Thúy nhá. Comment cho đúng mã số cho em nào. Còn màu vàng với màu hồng này là 42 nhá. Comment sai số đi sai hàng này báo là do sốt nhá. Comment cho đúng số. 32 là cái set Bukri này nhá. Rồi cái này lên cho em này, váy 2 giây này, size 10 cân cho đến 10 cân đến 25 cân cho em này. Đây. Mã số 49 này, lên cho em mã này 2 giây là mã số 49 cho em 89.000 đồng luôn cho em này. 89.000. Mã này lên là 49 cho em nhá. Trần Bích của 33 rồi ok, mã này lên là mã số 49 cho em này. Mã số 49 cho em này. Mã số 49 cho em nhá, size 10 cân đến 25 cân cho em 1 đến 6 tuổi mặc vừa. Mã số 49 cho em với giá là 89.000. 32 là size 17 cân đến 35 cân nhá. Thế nào? Chị đọc từ 25 cân hả? Rồi cái này lên cho em mã số 49 cho em màu vàng này. 49 lên cho em màu trắng này. Mã số 49 này. Các bạn cứ comment linh tinh ở mã số em biết. Rồi ok nha. Comment đúng mã số em đọc nha các chị nha. 49 sai từ từ cái chốt đi. Mà có thì xả ra có gì. Mà này. Rồi cái này lên là mã số 49 cho em nhá. Mã số 49 cho em này. Sai là từ 10 cân đến tầm 25 cân này. 1 đến 6 tuổi mặc vừa. Mã số 49 cho em với giá là 89.000. 89.000, 49 là mã số 2 giây này nha mọi người nhá. 49 là cái 2 giây này cho em này. 2 giây bèo này cho em rất là xinh luôn ạ. 49 nhá, 89.000. Mã số 32 145.000 nhá. Rồi cái này là mã số 49 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 49 cho em size 10 cân, cái này từ 1 tuổi mặc được rồi nhá. Cái này con nhé mặc xinh rồi, chất nó rất là mềm luôn. Size 10 cân đến 25 cân cho em này. 10 đến 25 cân cho em nhá mọi người nhá. 10 đến 25 cân cho em 1 đến 6 tuổi mặc vừa cho em nhá. Màu vàng này, 39 màu vàng này. À 49 màu vàng này. 49 lên cho em màu trắng này. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. 49 lên cho em màu hồng này. 49 cho em màu hồng này. 89.000 nha mọi người nha. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 cho em này. 89.000 cho em màu trắng, màu vàng, màu hồng cho em size 10 cân đến 25 cân nhá. 10 cân đến 25 cân. 10 cân đến 25 cân cho em nhá. Mã số 49 đi. Cái này đây là 49 cho em 89.000 nhá. Không chốt được cái nào ạ? À? Mã số 49 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000, 10 cân đến 25 cân nhá. 10 cân đến 25 cân cho em 1 đến 6 tuổi mặc vừa. 1 đến 6 tuổi mặc vừa cho em màu trắng, màu vàng, màu hồng cho em nhá. Màu trắng, màu vàng, màu hồng cho em nhá. Trắng vàng hồng mã số 49 cho em đi. Cái này đây là 49 cho em, kinh nhờ mạng hay bị sáng ạ. Cá mập cắn cắp quá. 49 nha mọi người nhá. Mã này đây là 49 trắng vàng hồng cho em 49 này. Mã số 49 cho em 10 cân đến 25 cân này. 89.000 đồng một váy nha mọi người nhá. 89.000 đồng một vàng đẹp. Một vàng đẹp lắm.
size 17 cân cho đến 40 17 cân đến 37 cân. Mã hàng số 31 cho em này. 31 cho em với giá là 119.000 đồng nhá. Cái này lên cho em là mã hàng số 3. Cái này lên là 31 cho em đi. 119.000 nhá. 119.000 có màu hồng với màu cam cho em này. Mã số 31 đi. 119.000 size 17 cân đến 37 cân cho em nhá mọi người nhá. Chất liệu là Thoboy cao cấp cho em, siêu mềm luôn ạ. Dáng baby doll nhá. Màu hồng với màu cam ạ, cổ trắng này. Cái này cổ bèo trắng cho em, phần ngực này co giãn này nhá. 31 ạ. Lên cái này cho em là 31 nhá. Mã hàng 31 cho em 119.000 đồng. 119.000 đồng cho em nhá. Size 17 cân đến 37 cân, 4 đến 10 tuổi mặc vừa nhá. 17 cân đến 37 cân cho em này. 4 đến 10 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 10 tuổi mặc vừa. Mã số 31, 119.000 ạ. À, bé trai này em không có nhá. 119.000 cho em màu cam với lại màu hồng này. Màu cam với màu hồng cho em này. 119.000. Mã hàng 31 cho em nhá mọi người ơi, 31 cho em nhá. Không lên tắm mới được ạ em. Rồi 31 cho em nhá. Có đồ bộ các trường ơi, hệ thống em bị đơn đang bị lỗi nên là em hơi phân tâm. Rồi 31 nha mọi người nhá. Mã này lên là 31 cho em nhá. 119.000 màu cam với màu hồng, 17 cân đến 37 cân cho em. Cam hồng cho em này. Cam hồng cho em này rất là đẹp. 17 cân đến 37 cân quay lại nhá. 4 đến 10 tuổi mặc vừa được chưa? Đó, được rồi đó. Được rồi đó, em in đi. Rồi 31 nha mọi người nhá. Mã số 31 cho em nhá. 31 cho em 119.000 qua mã nhá. 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 17 cân đến 37 cân cho em. Được rồi, chị Thanh chỉ ghi cho nó đi. 17 cân đến 37 cân cho em. Mã số 31 ạ. Rồi mã tiếp theo lên cho em. Nghe điện thoại đi đây. Rồi mã tiếp theo lên cho em máy á. Tin này. Mã tiếp theo đọc mã số 50 này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã hàng số 50 này. Mã hàng số 50 cho em này. Mã số 50 cái này có size gì đấy? 17 cân đến 40 cân, mã số 50 cho em váy tim này. Váy tim cho em nhá, mã số 50 cho em này. Váy tim cao cấp 125.000 đồng cho em này. Mã này lên là 50 nhá. Huyền Trang lên số điện thoại đi các chị ơi, lên số điện thoại đi mọi người ơi. Huyền Trang lên số điện thoại nào. Cái này lên là mã hàng 50 cho em nhá. Mã số 50 này, váy cổ lá rất là đẹp luôn ạ. Size 17 cân đến 40 cân cho em, 4 đến 10 tuổi mặc vừa. Mã số 50 nhá. Bạn bị à? Mã số 50 ạ. Mã số 50 cho em nhá mọi người nhá. Đẹp lắm, đại xinh lắm, cổ liền.
17 cân nhá, 4 tuổi trở lên đến tầm 40 cân, 10 tuổi quay lại, 10 tuổi quay lại cho em mã hàng 50, 125.000, 125.000 đồng cho em mã hàng là 50 nhá. 50 màu hồng và 50 lên cho em màu vàng này. 50 hồng, 50 vàng nhé, em không có bé trai nhá. Nhà em không có bé trai, Nhi Ngô là 25 cân mã 50, hai cái giống nhau. Ok này, có không? Nhiều. Trời ơi, giống nhau chứ gì, cái chuyện nhỏ nhá, chị Nhi Ngô nhá, lên số thoại đi. Mã số 50 cho Hạnh Phan, ok này. Nguyễn Huệ có 42 màu vàng và 31 tuổi, ok này. Mã này lên là 50 nhá mọi người ơi. Đẹp lắm, màu hồng rất là nhẹ nhàng và đẹp lắm. Màu hồng này. Mẹ lên tác mới em, mẹ in xong tác mới, mẹ nhấn vào tác mới cả. Màu vàng với màu hồng cho em mã hàng 50 nhá mọi người nhá. Mã số 50 cho em 125.000 đồng cho em nhá. 125.000 đồng cho em mã hàng là 50, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. 17 cân đến 40 cân nhá mọi người nhá. 17 cân đến 40 cân cho em Bình Dương không ship nha chị. Bình Dương nhà em không ship nha, không nhận đâu nhá. Đây đẹp chưa? Thích nhẹ nhàng thì lấy màu hồng cho em, mà thích nổi bật thì lấy màu vàng cho em này. Nhưng mà em thích màu hồng á. Em thích màu hồng đẹp á. 17 cân đến 40 cân mã hàng là 50 cho em nha các bác nha. 50, 125.000 đồng một máy á. 125.000 đồng cho em mã số là 50 đi. 50 nha các bác nha. 40 cân quay đầu, 17 cân thì 40 cân quay đầu cho em. Nhấn. Nhấn. Đâu giống chị lúc nãy đó. Rồi chị nào lấy 50 thì comment 50 cho em nhá mọi người nhá. 50 cho em nhá. Hỏi có đồ bộ không mà không trả lời đồ bộ không có. Trả lời rồi mà chị nghe chị. Em chuyên váy là chính thôi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Bộ size bé lắm. Bộ thì có mấy bộ em lên rồi mà. Rồi lên bộ này cho em này. Mã tiếp theo lên cho em này. Đọc cái mặt này đi chị. Mã tiếp theo lên 15 cân đến 25 cân cho em bộ yếm. Mã số 39 cho em bộ yếm này. Bộ yếm cho em 50.000 một bộ này. Bộ yếm nhá. Mã số 39 cho em bộ yếm 50.000 cho em này. 15 cân đến 25 cân cho em bộ yếm này. Tính là đang cắm mạng trực tiếp của live stream hay là mạng không live stream lắm. Hay là do của bọn inbox. Rồi cái này lên cho em này. Có váy rồi nhá, có váy rồi. Cái này lên là 39 cho em này. Mã số 39 cho em nhá. Xếp yếm ạ. Xếp bộ yếm 15 cân đến 25 cân cho em. Xếp bộ yếm cho em này. Với giá là 50.000 một bộ nhá. Chất đuổi tơ cho em 50.000 một bộ nha mọi người nhá. 50.000 một bộ cho em này. Rất là mềm luôn ạ. Xét yếm nha, 15 cân đến 25 cân cho em này. 15 cân đến 25 cân cho em bộ yếm nhá. Bộ yếm cho em đi. Bộ yếm cho em là 39 này chị Lan ơi. Bộ yếm là mã số bao nhiêu? 39. Bộ yếm là mã số 39 cho em nha các chị nha. Không lựa màu đâu ạ. 50.000 cho em bộ yếm nhá. Không lựa màu bằng mấy bộ thôi ạ. Bộ yếm là mã hàng 39 cho em. 15 cân đến 25 cân cho em này. 15 đến 25 cân bộ yếm 39.000 cho em nhá. 39.000 cho em bộ yếm nhá mọi người nhá. Mã số 39. À quên, 39 50.000. Bộ yếm là mã số 39 50.000 nha mọi người nhá. Bộ yếm là mã hàng số 39 50.000 đồng cho em nhá. 15 cân đến 25 cân cho em nhá mọi người nhá. Bộ 13 cân có nhá. Rồi, bộ yếm là mã số 39 50.000 cho em nhá. 50.000. À, bộ yếm 13 cân đây ạ. Thôi nhá. Đây bộ yếm này, bộ yếm thay nhí này. Tắt máy tính đi phải không ạ? Rồi lên cho em bộ yếm thay nhí này. Gọi cho nó đi, bảo không nhìn đâu được. Gọi cho nó đi, em nghĩ là của bọn Tivo chứ không phải là của bên lên mạng mình đâu. Chậm thì bình thường nó vẫn lên mà, vẫn in được mà. Rồi mã số 51 cho em size 8 cân đến 15 cân cho em này, gọi đi. 8 cân đến 15 cân bộ 51 cho em này. Cái này em cũng sale luôn 50.000 cho em bộ yếm size nhí này. Bộ yếm size nhí nha, em không có bé trai nhá. Bộ 28 cân có. Bộ 28 cân có. Rồi mã này lên là mã số 51 cho em bộ yếm size nhí này. Bộ yếm size nhí cho em này. Bây giờ mà tin có phải in được là bị mất ạ? Mất comment ạ? Vẫn đang like bình thường thì vẫn còn comment nào, gọi đi. Mã số 51 cho em bộ yếm size nhí 8 cân đến 15 cân 1 đến 2 tuổi mặc vừa nét 50.000 cho em ạ. 50.000 cho em nhá, bộ yếm size nhí.
sai số điện thoại hoặc là một cái hoặc là nghe máy á. Xét kẻ trắng là sau không có 14 cân nhá. 50.000 mã số 51 cho em nhá. 50.000 mã số 51 cho em nhá mọi người nhá. Tôi lên tiếp cho em này. Mã số 51 50.000 cho em. Rồi bán thủy thủ cho em này. Mã số 34. Tôi lên cho em mã số 34 này. Tôi lên thủy thủ cho em 34 này. Mã số 34 cho em váy thủy thủ này. Size cho bé là từ... Chứ bây giờ không nhìn được à? Thế bây giờ em cứ lên lộn chỗ này cũng được. Có anh có nhớ lúc nãy in đến đâu rồi không? Mã số 49. Nhưng mà em phải nhớ đến tên gì chứ. Mọi người ơi, lên số điện thoại đi mọi người nhá. Phải lên số điện thoại cho em nhá. Mã này lên là mã số 34 cho em 119.000 này. 34 119.000 cho em này. Mã số 34 váy thủy thủ cho em size 18 cân đến 38 cân nhá. 119.000. 119.000. Cái này lên là 34 cho em nhá. Mã số 34 cho em nhá mọi người nhá. Màu trắng với màu xanh nhá mọi người nhá. Mã số 34 cho em này. Mã hàng số 34 18 cân đến 38 cân cho em này. Mã hàng 34 cho em với giá là 119.000. 119.000 mã số 34 ạ. Hả? Mã nhiều mà. Mã này lên là mã số 34 cho em đi. 119.000 đồng cho em mã số 34 nhá mọi người nhá. Mọi người nhớ lên số điện thoại nha mọi người nhá. Nhớ lên số điện thoại, mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng số 34 cho em 119.000. 119.000 đồng cho em, màu trắng với màu xanh cho em nha mọi người nhá. Màu trắng với màu xanh cho em nhá. Cân đến 20 cân cho em với giá là
99.000, mã số 52 nhé mọi người. 15 cân đến 20 cân, 14 cân đến 20 cân cho em, 14 đến 20 cân cho em nhé. 41 này, đây ạ, 41 là cái này ạ chị. Rồi mã số 41 cho em này, mã số 41 máy bèo ngực cho em này. Các chị có lên đúng mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại và vui lòng đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em là có đơn nhé mọi người nhá. Rồi cái này lên là mã hàng số 41 cho em này. Mã số 41 này con này có size cho bé là từ 10 cân đến 35 cân cho em, mã hàng số 41 nha, 89.000 cho em này. Màu xanh với màu vàng này còn size 10 cân đến 22 cân ạ. Màu xanh với màu vàng này là size 10 cân đến 22 cân nhá. Còn màu trắng với màu be là size 12 cân đến 35 cân cho em này, 89.000. Mã này lên là 41 nha. Mã này lên là 41 cho em này, 12 cân đến 35 cân, 89.000. Màu trắng này, màu be này, mã số 41 cho em, 89.000 đồng cho em nhá. À chưa, quên đi nhá. Nhập rồi à? Nhập mất rồi à? Thế điện cho nó vào phòng đi. Quên đi á. Điện cho bó bảo cọc đấy, chị cọc em đi đâu nữa nha. Quên đấy. Mã số này lên là 41 cho em, size 12 cân đến 30 cân cho em này. Màu be màu trắng này 30-35 cân. Còn màu vàng với màu xanh là size 12 cân đến 22 cân nhá. Màu vàng với màu xanh là size 12 đến 22 cân, 89.000. Mã này lên là 41 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 41, 89.000 đồng cho em nhá. Nhớ là màu xanh với màu vàng này chỉ còn size 10 cân đến 22 cân thôi nhá. Còn màu be với màu trắng là size cho bé là từ 10 cân đến 35 cân ạ. Đây màu be với màu trắng là 10 cân đến 35 cân cho em, 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000, mã này lên là 41 cho em đi. Mã số 41 cho em nhá. Mã số 41 cho em 89.000 nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000. 89.000, mã số 41 cho em nhá. 41 đi, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 ngay cạnh đi. 89.000, mã số 41 nha các bác nha. Nhớ là màu be với màu trắng nhá. Màu be với màu trắng cho em size là 12 cân đến 35 cân cho em. Còn riêng màu vàng với màu xanh là 12 cân đến 22 cân cho em, với giá là 89.000 đồng cho em nhá. Mã này lên là 41 đi. 41, 89.000 cho em nhá. 41 là mã hàng kèm cân nặng và kèm số khoan cho em là có đơn nhá. Mã số 41, 89.000 cho em nhá. 41, 89.000 rồi, đọc cái mã này em xem nào. Rồi cái này lên cho em hoa vàng này. Đấy, hoa vàng phối nơ cho em người. Mã số 40 này. Rồi cái này lên cho em hoa vàng. Các chị cứ comment đúng mã hàng kèm lên số điện thoại nha. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Không có số điện thoại là không chốt đơn được đâu nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã này lên là 40 cho em này. Mã này lên là 40 cho em này. Size cho bé là từ 27 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 40 này, 40, 119.000 đồng cho em. Mã này lên là 40 nhá. Mã số 40 cho em này. Đây, mã này lên là mã số 40 cho em. Size là 27 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 40, váy hoa của Bèo này. Váy hoa của Bèo cho em với giá là 119.000 đồng cho em. Mã số 40 nhá mọi người nhá. Size bắt đầu là phải từ 25, 27 cân trở lên đến tầm 40 cân cho em nhá mọi người nhá. Có màu vàng với màu hồng cho em này. Mã này lên là 40 ạ. Mã số 40, 119.000, size 40 cân quay đầu ạ. 25 cân đến 40 cân quay đầu nhá mọi người nhá. 25 cân đến 40 cân quay đầu cho em. Mã số 40 nhá. 40, 119.000 đồng đi. 119.000, mã số 40 cho em nha. Mã số 40 cho em nhá. 119.000 đồng. Mã số 40 cho em, 119.000 đồng cho em nhé. Mọi người comment đúng mã số cho em nhé mọi người nhé. 119.000 hàng cao cấp nha. Hàng cao cấp. Rồi mã số 40 cho em này, size 25 cân đến 40 cân ạ. 25 cân đến 40 cân, có màu vàng và màu hồng cho em nhé. 40 nha. Mã số 40, 119.000 đồng. Một váy chất liệu là thô boy cao cấp cho em, siêu mềm luôn. Chất này đẹp lắm, cái này rất là đẹp. Và tiếc là hết cái size bé rồi. Hết cái size bé rồi, bây giờ còn size đại rồi. Size 25 cân đến 40 cân cho em nhé mọi người nhé. 25 cân đến 40 cân, mã này lên là 40 ạ. Mã số 40, 119.000 đồng cho em nhé. 119.000, mã số 40 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nhé. 40, 40 nhé mọi người nhé. Mã số 40 cho em nhé.
coi mã tiếp. Đây, hai dây đeo này cơ mà. Rồi, mã số 29 này. Lên cho em mã này là mã số 29 cho em này. À, size từ 12 cân cho đến 35 cân cho em. Mã số 29 cho em này. 79.000 đồng cho em này. Váy tơ mềm nha mọi người nhá. Cái này lên cho em là mã số 29 đấy. Mã số 29 cho em này. 29 này. 89, à 79.000 thôi ạ. Size 12 cân cho đến 12 cân cho đến 35 cân cho em. Còn màu xanh là 12 cân đến 22 cân cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên là mã số 39 cho em nhá. À 29 89.000 cho em nhá. Mã số 29 89.000 cho em. Bây giờ có phần mềm nào in đơn khác không ạ? Có cái nào của phần mềm khác in đơn không? Điện thoại sao bằng máy tính. Mã số 29 cho em này. Cái này đây là mã số 29 cho em nhá. Size là từ 12 cân đến 35 cân cho em. Mã số 29 79.000 cho em. Màu xanh thì chỉ còn size 12 cân đến 22 cân thôi nhá. Màu xanh thì chỉ còn size 12 cân đến 22 cân ạ. Màu xanh thì còn size 12 cân đến 22 cân. Còn màu vàng là 12 cân đến 35 cân cho em. 89.000 nha mọi người nhá. 89.000. Mã số là 29 đi. 29 nha mọi người nhá. Trên bàn áo trắng á. Cái bài áo trắng là cái nào đấy? Cái bài áo trắng áo Suburi này á. Suburi à chị? Đó là cái nào? Cái này lên là mã số 29 nha mọi người nhá. Mã số 29 cho em này. 79.000 đồng. 79.000 12 cân đến 35 cân cho em nhá. Sao nó lâu thế, điện cho nó dùng nó đi. Rồi cái này là mã số 3 mấy đây? Xem bu đi 32 ạ. Rồi mã này lên cho em là mã số 32 nha. Cái đầm hồng ở sau bao nhiêu các em? Đầm hồng chấm bi à? Hay là đầm hồng, đầm hoa? Đây là đầm hoa và đây là bên đây là đầm hồng. Rồi cái này lên là mã số 32 cho em này. Mã số 32 size là 17 cân đến 35 cân cho em. Mã số 32 nhá. Xem bu đi cao cấp này 145.000. 145.000 này lên là 32 cho em đi. Cái này lên cho em là mã số 32 cho em này. Màu be này, 32 lên cho em màu trắng này. 32 màu be này, 32 màu trắng cho em này. Mã số 32 nhá. Mã số 32 cho em nhá. Đó, 69 ngày hôm qua nó đi hết rồi chị. Rồi mã này lên cho em là mã số 32 nhé mọi người nhé. Màu trắng với màu be cho em, size 17 cân đến 35 cân cho em mã số 32 này. 145.000 đồng một set nha. 145.000 đồng một set cho em. 145.000 một set cho em. Mã này lên là 32 cho em này. 32 ạ. Mã số 32 145.000 đồng nhé. 145.000 đồng cho em mã số 32 cho em nhé. Ờ, đoàn đang ở để em báo với điện nhé. Rồi mã số 32 này. Rồi cái này là mã số mấy đây chị? Rồi xếp hoa chân váy này. Xếp chân váy hoa này. Xếp chân váy hoa này 17 cân đến 33 cân cho em. 17 cân đến 32 cân này. 42 nhá. Xếp này là mã số 42 cho em. 145.000 luôn này. Mã này lên là 42 ạ. Mã số 42 17 cân đến 32 cân cho em này. 17 đến 32 cân cho em này. Quần áo thì không có đâu chị. Quần áo thì em chân váy. Mã này lên là 42 nhá. Mã số 42 cho em này. Màu vàng 42 lên cho em màu hồng này. 42 cho em với giá là 145.000 một set nhá. Mã số 42 đi. Cái này lên là 42 cho em. 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 set rồi nha mọi người ơi. Cái này là set rồi 42 nhá. Mã số 42 cho em không nghe máy á. Thế bây giờ làm sao được? Mã số 42 cho em này. 42 size cho bé là từ 17 cân 4 tuổi cho em đến tầm 32 cân 8 tuổi quay lại. Mã 42 cho em màu vàng, 42 lên cho em màu hồng này. 42 cho em 145.000 đồng một set nha. 145.000 đồng một set cho em. Mã số 42 cho em. Chốt được chưa? 42 nhá.
tiếp theo là mã bao nhiêu đây? Mã tiếp theo lên cho em mã hàng số 53 cho em này. Bộ này có size 18 cân đến 35 cân cho em này. Mã số 53 cho em 109.000 nhá. 109.000 mã số 53. 53 nhá. 53 cho em này. Set gấu á, set gấu cho em rất là cute luôn. Cái này mặt cute lắm. Màu vàng, à màu be với màu hồng. Màu hồng thì còn size 18 cân đến 22 cân. Còn màu be là từ 18 cân đến 35 cân cho em nhá. Mã này lên là 53 này. Mã số 53 cho em với giá là 53 109.000. Chị trả hương lên lại số điện thoại cho chị. Cho mình xét lớp 5 30 cân với 10 cân. Không có xét đôi như vậy đâu chị ạ. 10 cân với 30 cân không mặc được đâu. 10 cân thì không có sai đâu nhá. 30 cân thì có lấy thì comment mã số kèm số điện thoại đi. Rồi cái này lên là mã số 53 cho em 109.000 cho em thun cốt tông cho em nhá mọi người nhá. Cái này thun cốt tông siêu co giãn cho em rất là mềm luôn. Rất là mềm luôn cho em này. Mã số 43 nhá. Mã hàng số 43 cho em nhá. À 53 chứ. Cái này lên là 53 màu be, 53 màu hồng cho em này. 53 be, 53 hồng cho em này. Mã số 53 màu be, 53 màu hồng. Lúc nãy cũng không nhiều comment lắm đâu mà. Chị cấm tú, chị đợi để mua hàng lấy sai nhé, thì chị không chốt được đơn nhà em đâu, nói thật đấy. Lúc này chị đi tay mua hàng lấy sai, làm sao có hàng lấy sai để mà bán thì mà bể nợ chết. Chị có bán lấy sai để mà bể nợ chết hả chị ơi? Bán 350.000 một bộ thì suốt ngày bán cái đấy thì em lỗ chết à? Hương thu lên số điện thoại đi chị. Hương thu lên số điện thoại nào. Chị lấy số điện thoại cho em. Hương thu lên số điện thoại nhá. Hoàng My có 53 ok màu be này. Ok nhá. Rồi váy cherry là mặc bao nhiêu đấy chị? Rồi lên cho em váy cherry này. Mã số 28 cho em size 30 cân đến 45 cân cho em mã số 28 này. Mã số 28 cho em này. Size 25 cân đến 45 cân mã số 28 cho em với giá là 89.000 cho em nhá. 89.000 đồng cho em nhá. Mã số 28 này. Lấy mã nào thì comment mã đi chị. Kim Nguyên này, comment mã số đi là bộ yếm là biết bộ nào. Bộ yếm nào comment mã đi. Comment mã số đi, bộ yếm chắc là bộ xanh à. Mã này lên cho em là mã số 28 nhá. Váy cherry cho em này. Váy cherry cho em này. Size cho bé là từ 25 cân đến 45 cân cho em váy cherry 28 mã số 2889.000 nha. 89 89.000 cho em. Nhá. Mã số 28 đi. Cái này lên là 28 cho em 89.000 đồng cho em nhá. Không có quần áo đâu. Không có quần áo đâu nhé, trên váy. Điện thoại chị, điện thoại em xem bình thường mà. Mã này lên là 28 cho em nhá, 89.000 lên cân. Size 25 cân đến 45 cân cho em nhá. 25 cân đến 45 cân 89.000 đồng cho em nhá. Mã số 28 đi ạ, màu hồng với màu đỏ cho em nhá. Màu hồng với màu đỏ cho em 28 89.000. 28 89.000 cho em nhá. Hương thu là 53 là ok này. Các chị ơi cố gắng đi đâu lấy hai sản phẩm trở lên nhá. Lê Mỹ Huệ có này 89.000 đồng mã số 28 cho em nhá. Mã số 2889 thì gọi cho là xem nào. Gọi lên thì nó không bắt máy, không thể gọi lại được đâu. Nó phải đi lâu đi chứ. Nó mình nghĩ thôi. Mã số 28 nha các chị nhá. 28 cho em 89.000 đồng cho em nhá. 89.000, 28 em nhiên hồng ok này. 89.000 cho em đâu. 28, 89.000 cho em nhá. Được, cái này lên là mã số máy đấy. Tiếp mã số 54 này. Mã số 54 cho em size 12 cân này, 13 cân cho đến 17 cân này.
54, mã số 54 cho em 60.000 luôn nhá. 60.000 tái tơ ạ. Còn có máy tái sale luôn size nhí nhá, 12 cân đến 17 cân cho em này. Từ cái này từ 2 tuổi nhá, từ 2 tuổi đến 17 cân này, 4 tuổi mặc vừa cho em nhá. 12 cân đến 17 cân, 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em 60.000, mã này lên là 54 đi. Mã hàng 54 cho em nhá. Mã hàng 54 màu be nhá mọi người nhá, màu nhá. Màu be nhá mọi người nhá. 54 ạ. Cái này lên là mã số 54 cho em nhá mọi người nhá. Mặt sau này, 54 này 60.000 nhá. 54 60.000 cho em nhá. Nguyễn Hạnh TM đơn hôm qua đi lâu rồi chị ơi, có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi nhá. Vào luôn ạ. Không
con cho em 2-3 tuổi mặc vừa nhá. 2-3 tuổi mặc vừa cho em 0750.000. 0750.000 cho em nhá. Mã hàng 0750.000 cho em. Đây 07 cho em là 50.000 nha mọi người nhá. Size 17 cân đến 37 cân trên này.